Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài luyện tập cảm âm số 2 nha. Trong bài 1 thì mình đã cùng với các bạn tập và nghe và chuyển những cái hợp âm ở bậc 1, bậc 4, bậc 5 trong thăng âm đô trường. Đó là những cái bậc chính ha, trong một thăng âm ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập tiếp những bậc còn lại, gồm có bậc 2, bậc 3, bậc 6 và bậc 7. Bậc 7 thì ít gặp ha, cho nên trong cái bài này thì chủ yếu là chúng ta sẽ nói thêm bậc 2, bậc 3 và bậc 6 nha, ráp chung với tất cả những cái bậc mình học đã học ở bài trước nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài hôm nay nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn xem giúp mình nha. Trong bài này thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau ha, tập nghe cái cảm giác âm thanh khi các bạn chuyển từ bậc này qua bậc kia ha, trong các cái hợp âm còn lại ha, cũng như kết hợp giữa tất cả các hợp âm ở trong cái thang âm này nha. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển từ đô trưởng qua la thứ và trở về đô trưởng nha các bạn nha. Các bạn nghe cảm giác của nó như thế nào nha. Đầu tiên nè, vòng đầu tiên đô trưởng qua la thứ về đô trưởng. La thứ là bậc 6 ha, đô trưởng là bậc 1. Đánh để chúng ta cảm nhận được cái cảm giác cái hợp âm nó đi từ bậc 1 tới bậc 6 là sao. Đô này qua la này, về đô. Các bạn phải nhớ được cái cảm giác đó nha, để mình mới ứng dụng cho bài được nha. Rồi cái vòng thứ hai là chúng ta sẽ chuyển đô qua rê thứ, tức là bậc 2. Đô, rê, đô. Các bạn nhớ là phải tập làm sao các bạn đánh đi đánh lại để các bạn nghe đi nghe lại để nó thấm ha, cái tính chất cái các bạn nghe cái quãng cái hợp âm đó khi chuyển qua chuyển lại cái cảm giác nó làm sao, thì dần dần các bạn sẽ ứng dụng được vô bài nha. Rồi nói lại nè, bậc 1 qua bậc 2, đô, rê, về đô. Rồi cái vòng thứ ba chúng ta sẽ tập chuyển bậc 1 qua bậc 3 rồi về bậc 1, tức là đô trưởng qua mi thứ và về đô. Ok, rồi tới vòng số 4 chúng ta sẽ chuyển cái vòng dài hơn nha. Bậc 1 qua bậc 6 rồi qua bậc 4 và về 1, tức là đô trưởng qua la thứ rồi qua pha trưởng về đô trưởng. Đô trưởng này qua la thứ này, qua pha trưởng này, về đô này. Đó, lần nữa nha, đô, la, pha, đô. Ok, đó là cái vòng số 4. Vòng số 5 chúng ta sẽ tập nghe bậc 1 qua bậc 3, rồi qua bậc 4 và về bậc 1 ha. Tức là đô trưởng qua mi thứ, rồi qua pha trưởng, rồi về đô trưởng. Đô, mi, pha, đô. Lần nữa nha. Đô, mi, pha, đô. Rồi vòng số 6 chúng ta sẽ chuyển từ bậc 1 qua bậc 2 rồi qua bậc 5 và về bậc 1, tức là từ đô trưởng qua rê thứ rồi qua son 7 về 1 ha. Đô qua rê qua son. Đô. Lần nữa nha. Nhớ nghe và nhớ cảm giác của nó cho mình nha. Ok, vòng tiếp theo là vòng số 7, chúng ta sẽ nghe bậc 1 qua bậc 4, qua bậc 2, rồi qua bậc 5 và về bậc 1, tức là đô trưởng qua pha trưởng, rồi qua rê thứ, qua son 7 và về đô trưởng.
đàn đấy nha các bạn nha. Ok, rồi vòng số 8 chúng ta sẽ tập nghe là bậc 1 qua bậc 6, rồi qua bậc 4, rồi qua bậc 2, rồi qua bậc 5 và về bậc 1. Tức là đô trưởng qua la thứ, qua pha trưởng, qua rê thứ, qua son 7 và về đô trưởng lại ha. Rồi các bạn cùng nghe nha. Rồi lần nữa nha các bạn nha. Rồi, vòng số 9, chúng ta sẽ chuyển từ hợp âm bậc 1 qua bậc 3, rồi qua bậc 4, ha, rồi về bậc 2, rồi bậc 5 và về 1 lại. Ha. Tức là đô trưởng qua mi thứ, qua pha trưởng, qua rê thứ, qua son 7 và về đô trưởng. Ha. Các bạn nghe nhé. Lần nữa nha các bạn nha. Ok, vòng số 10, chúng ta sẽ chuyển từ bậc 1 qua bậc 6, qua bậc 3, qua bậc 4, về bậc 2, về bậc 5 và về 1. Ha, tức là đô trưởng qua la thứ, qua mi thứ, qua pha trưởng, qua rê thứ, qua son 7 và về đô trưởng lại. Rồi các bạn cùng nghe nha. Rồi một lần nữa nha các bạn nha. Rồi, như vậy là mình vừa đánh qua 10 cái vòng hợp âm mà mình tổng kết nó có thể chuyển qua chuyển lại giữa các hợp âm trong thang âm đô trưởng ha, từ bậc 1 cho tới bậc 6 đó, bậc 7 là mình không có sử dụng, là bậc suy giảm á ha. Thì cái đó ít xài lắm, mai mốt thì gặp trường hợp đó thì mình sẽ nói sau về cái trường hợp suy giảm đó nha. Thì các bạn thấy là rõ ràng những cái vòng hợp âm này nha các bạn nha, nó là những cái vòng chuẩn rồi ha. Nó chuyển nó hợp tai lắm ha. Và các bạn thấy đôi khi nhiều khi ở trong bài nhạc á, các bạn thấy là nó đúng với, ứng với một cái vòng hợp âm như vậy luôn các bạn ha. Nhiều khi là nó chính xác như vậy luôn á ha. Cho nên các bạn chịu khó đánh đi đánh lại cái vòng hợp âm này và các bạn nghe coi cái cảm giác âm thanh nó như thế nào và nó nhập vô người các bạn, rồi các bạn cảm nhận dần dần, và các bạn dùng cái tai nghe của các bạn ha, để các bạn nghe được cái hợp âm nó chuyển qua hợp âm nào ngày này qua ngày nọ. Các bạn cứ làm như vậy, hồi một thời gian các bạn sẽ tự cảm âm được. Ngày xưa mình cũng phải tập luyện như vậy các bạn ha. Tức là các bạn cứ phải đánh ha, chuyển từ hợp âm này qua hợp âm khác, rồi các bạn nghe coi cái cảm giác nó làm sao ha. Rồi các bạn đoán nó khi vô bài nhạc á, thì các bạn thấy là khi các bạn nghe được cái cảm giác đó thì các bạn đoán ra cái hợp âm nó đang ở bậc đó ha. Nếu bạn đoán chính xác thì càng quá tốt rồi ha. Một lần, hai lần, ba lần, tới 10 lần nó cũng sẽ đoán chính xác được thôi. Và dần dần các bạn sẽ đoán rất nhanh ha. Và đó là nó hình thành cái khả năng cảm âm dần dần cho các bạn nha. Thế nên các bạn chịu khó ha. Những cái vòng này mình đã thống kê ra cho các bạn tương đối rồi. Tương đối đầy đủ thì các bạn chịu khó nha. Nhớ là cứ tập từng cái vòng đó ha. Các bạn chuyển hợp âm xong các bạn cảm nhận nó làm sao ha. Đó, cái này các bạn chịu khó tự đánh, tự luyện, rồi tự nghe, rồi tự thấm những người giúp mình nha. Rồi ok,
Như là cái phần này mình giới thiệu xong cho các bạn về các phòng hợp âm và giúp các bạn nghe để các bạn phân biệt ha. Rồi bây giờ trước khi mình từ vô phần thực hành á, thì mình sẽ đàn qua ha, đàn qua những cái vòng hợp âm này ha. Bạn thử đoán coi nó là rơi vô cái số mấy ha, rơi vô cái vòng hợp âm số mấy nãy giờ mình tập. Nếu các bạn đoán chính xác được thì quá tốt ha. Mình sẽ đàn 5 vòng thôi ha, trong số 10 vòng mà mình hướng dẫn cho các bạn đó. Để các bạn thử đoán thử coi nha, nó đúng không nha. Nếu đúng thì rất là tốt, còn chưa đúng thì các bạn chịu khó tập đi tập lại, các bạn đàn, các bạn nghe quen, cho quen dần nha. Rồi ok, bây giờ là vòng số 1 nha các bạn nha. Vòng số 2. Rồi vòng số 3. Rồi, vòng số 4. Rồi, vòng cuối cùng. Ok, như vậy các bạn thử xem kết quả coi nha, mình đúng được bao nhiêu đáp án nha. Các bạn cùng comment lên để mọi người cùng trao đổi nha. Ok các bạn, bây giờ là vòng số 1 nha các bạn nha. Vòng số 2. Rồi vòng số 3. Rồi, vòng số 4. Rồi, vòng cuối cùng. Ok, như vậy các bạn thử xem kết quả coi nha, mình đúng được bao nhiêu đáp án nha. Các bạn cùng comment lên để mọi người cùng trao đổi nha. Ok các bạn. Rồi, nếu các bạn đã nghe mà cảm nhận tốt rồi đó ha,
Các bạn đã đoán đúng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau bước qua phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành ha, cảm âm bài Quỳnh Hương ha, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nha. Thì cái bài này mình sẽ cùng nhau cảm ở thang âm đô trưởng nha các bạn nha, giọng đô trưởng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát qua ha. Vừa hát rồi chúng ta đoán từ coi đó là hợp âm gì đó ha, tiếp theo nha. Dĩ nhiên mình nói với các bạn là ở trong mỗi một bài hát nhiều khi nó sẽ có những cái hợp âm lạ nữa ha, đó là cái hợp âm chuyển tiếp giữa hợp âm giữa bậc này với bậc kia thôi. Cái đó thì mai mốt mình sẽ nói với các bạn sau. Nó rất là nhiều vấn đề ha. Ở trong những cái loạt bài này thì mình chỉ xin hướng dẫn các bạn ở những cái bậc cơ bản nhất thôi, từ bậc 1 tới bậc 7 nha các bạn nha ha. Rồi nếu mà đục những cái hợp âm đó thì có thể mình sẽ nói thêm cho các bạn nha. Ok các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tập cảm âm bài này nè. Ta mang cho em một đoá quỳnh, như là đô rồi, bậc 1 ha. Quỳnh thơm hay môi em thơm, đó, nếu mà chúng ta để nguyên cũng được. Quỳnh thơm hay môi em thơm, hoặc là chúng ta có thể chịu có cái gì nữa các bạn. Quỳnh thơm hay môi em thơm, coi 6 á các bạn ha, tức là la thứ đó. Ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Nếu các bạn giữ bậc 1 luôn á thì nó cũng được, mà nếu các bạn chuyển hợp âm đi, nếu mà chuyển được hợp âm qua các bậc khác thì nó sẽ hay hơn, nếu mà chuyển chính xác nha các bạn nha. Đó, thì có thể mình sẽ chuyển ở chỗ này, mình sẽ chuyển qua bậc 6 ha. Ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm, qua bậc 6. Ta mà em mang cho ta một chút tình, em mang, các bạn thấy em mang, nó phải chuyển hợp âm rồi thấy chưa ha. Thì bây giờ mình sẽ nghe hợp âm nó làm sao, nó giống cái bậc mấy thì mình chuyển ha. Làm lại nè, từ đầu nè. Ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm, em mang, em mang, qua bậc 2. Mang cho ta một chút tình, qua 5 luôn. Miệng cười khúc khích trên lưng. Nói chung mấy cái bài đơn giản thì các bạn thấy là hợp âm nó cũng đơn giản thôi, các bạn đừng có làm cho nó phức tạp quá nha. Cái câu nó ngắn, thường các bạn thấy thế nào nó hay kiếm về, nó hay về năm, nó hay về 2 rồi về 5 lắm ha. 251 ha, 251 qua 2 rồi về 5 rồi về 1, nó hay rơi vô trường hợp đó lắm nha. Mấy câu ngắn ngắn các bạn cứ để ý ha. Làm lại nè. Ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm, em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Đó là chúng ta xong cái đoạn đầu á ha, tức là mình sẽ xài cái bậc nó chuyển sao các bạn. 1 nè, qua 6 nè, rồi qua 2 nè, rồi qua 5 nè. 2 là sẽ qua 5 nha các bạn nha. 5 đầu tiên, 5 bình thường là son trưởng được cái 5 thứ 2 mình sẽ son 7 ha. Rồi về 1. Đó, các bạn vừa nói ha. 1, 6, 2, 5, 1. Đó, nãy mình cũng có tập cái vòng đó rồi đó. Các bạn thấy không? Làm lại lần nữa nè, khúc đó nè. Ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm, em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Đó là chúng ta xong cái đoạn đầu tiên rồi. Rồi qua cái đoạn điệp khúc này. Đêm đêm từng đêm ha, đêm này đêm buồn bã, các bạn thấy không, cái cảm giác nó thay đổi đó. Đêm từng đêm, đêm nè, nói lại nè. Đêm từng đêm, cái này mình có thể chiều có 6 nè. Đó ha. Đêm từng 6 la buồn bã, các bạn thấy nó mặn lên ha, cảm giác nó mặn lên, nó sẽ qua bậc 4 đó các bạn. Ba với những môi hồn,
qua hai. Trong vườn trăng vừa khép nhưng đóa mong manh, qua năm. Các bạn để ý qua hai là nó sẽ về năm nha các bạn. Rồi nó về một, hai là phải qua năm rồi mới về một. Cái nguyên tắc của nó như vậy nha. Như vậy cái đoạn này các bạn thấy là đêm này, đêm là qua sáu này, buồn bã mặn lên, mặn là bậc bốn, bã vơi nhưng môi hồn hai. Trong vườn trăng vừa khép qua năm, khép những đóa mong manh. Đó các bạn để ý, đó cái cảm giác mình nói luôn để các bạn hiểu đó. Đó, như vậy chúng ta đánh hoàn thiện cái đoạn này là sao? Một nè, mình đánh lại hoàn thiện một lần nè. Đêm này đêm buồn bã với những môi hồn, trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh. Các bạn thấy là nó sẽ theo cái vòng vở là một nè, sáu này là la đó, rồi qua bốn này là pha này, rồi qua hai này, rồi về năm này, rồi về một này, thấy chưa? Ha, đô la pha rê sol đô. Đó, các bạn thấy nó rõ ràng ha, rõ ràng là như vậy nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau làm lại từ đầu tới cuối nha. Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình, niềm cười khúc khích trên lưng. Đêm này đêm buồn bã với những môi hôn, trong khép những đóa hoa hồng. Đó, ok. Đó, các bạn chịu khó ngồi. Các bạn khi các bạn đã luyện các phần hòa âm kia quen rồi đó, thì các bạn cảm nhận được cái cảm giác đó gì trong người các bạn. Rồi các bạn kiếm những cái bài đơn giản thôi. Đó, những bài đơn giản ngắn ngắn các bạn cảm nhận giờ. Tại vì đơn giản thì những hợp âm nói chuyện cũng đơn giản thôi các bạn. Ha, nó không phức tạp đâu. À, lâu lâu các bạn như nãy mình nói, nó sẽ có lâu lâu nó sẽ chọn cho một số cái hợp âm lạ lạ chút, nó là cái hợp âm cầu nối giữa cái bậc này với bậc kia thôi. Cái phần đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nha, tìm hiểu ở những cái bài sau, vì nó rất nhiều vấn đề để nói mà không thể nói hết trong một clip được nha. Ok, như vậy thì mình xin kết thúc bài học ở đây nha, sợ nó dài nha. Thì các bạn xem giúp mình nha, tại vì thật ra mình hướng dẫn các bạn mình cũng không biết nói làm sao để cho các bạn hiểu nữa, tại vấn đề này nó rộng lắm, nó cũng khó nói lắm, cho nên mình cũng với những cái kinh nghiệm của mình có, mình cố gắng mình tóm tắt lại nói làm sao cho các bạn dễ hiểu nhất. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì cứ việc comment ở dưới nhé, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn nha. Rồi tặng cho mình một like ủng hộ kênh nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo. Xin chào. Thì nãy giờ chúng ta đã cùng nhau học xong cái bài học hôm nay rồi nhé. Chúc các bạn học thành công. Nếu thấy bài học hữu ích thì tặng cho mình một like nhé, để ủng hộ kênh. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được những cái clip mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.